xin chào mừng quý vị bắt đầu theo dõi bản tin Cà phê Sài Gòn ngày 26 tháng 5 trên kênh FBNC. Và trong phần đầu tiên của bản tin buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị các thông tin nổi bật sau đây. Đại học Phi lợi nhuận đầu tiên chính thức có mặt ở Việt Nam. Cộng đồng Startups Việt Nam có thêm động lực nhân dịp chuyến thăm của Tổng thống Mỹ ông Barack Obama. Tổng thống Mỹ gặp gỡ thành viên Wisely trước khi rời Việt Nam. Thưa quý vị, sáng ngày hôm qua 25 tháng 5 vào lúc 11 giờ 10 phút, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có buổi trò chuyện với các thành viên của Hội Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á Wisely. Đây là sự kiện cuối cùng trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nhân chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Obama đã dành một buổi gặp gỡ trò chuyện hay còn được gọi là Town Hall Meeting với thành viên Wisely Việt Nam. Wisely được ông Obama khởi động vào năm 2013 nhằm kết nối các thủ lĩnh trẻ trong khu vực Đông Nam Á. Một trong những điều tôi thích nhất khi đi nước ngoài là được ra khỏi văn phòng chính phủ và dành thời gian gặp gỡ những người trẻ như các bạn. Điều đó làm tôi thấy vui và lạc quan hơn về tương lai. Tổng thống Obama cho biết, một trong những di sản lớn nhất ông để lại được sau hai nhiệm kỳ làm Tổng thống Mỹ chính là nhìn thấy hàng chục ngàn thủ lĩnh trẻ làm việc trong các chính phủ, tổ chức phi chính phủ của các nước cùng liên kết với nhau, tin tưởng nhau và giúp đỡ nhau. Và Wisely chính là một trong những tổ chức bồi dưỡng ra các thủ lĩnh trẻ đó. Các bạn đã cho tôi thấy với quyết tâm và nỗ lực, sự lạc quan, mọi việc đều có thể xảy ra. Đó cũng chính là lý do mà tôi tin mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ ngày càng mạnh hơn và chặt chẽ hơn. Tôi cũng tin các bạn sẽ có khả năng thay đổi diện mạo cả khu vực và thế giới, giống như một lời bài hát nhạc sĩ Trần Lập, đường đến ngày vinh quang không còn xa. Một trong những điều quan tâm của các đại biểu tham dự buổi trò chuyện với Tổng thống Obama chính là những bài học kinh nghiệm để thành công và trở thành một lãnh đạo giỏi, và lời khuyên của ông Obama vô cùng hàm súc. Tôi luôn tự nói với các bạn trẻ, đừng quá lo lắng rằng mình muốn trở thành ai, mà hãy quan tâm đến điều mình muốn làm. Có nghĩa là nếu bạn có đam mê, qua thời gian, bạn sẽ thành công và mọi người sẽ cảm kích những gì bạn làm. Trong những năm qua, Wisely đã nuôi dưỡng nên nhiều tài năng trẻ cho khu vực Đông Nam Á. Trước câu hỏi liệu Wisely sẽ còn tiếp tục được duy trì và phát triển sau khi Tổng thống Obama rời Nhà Trắng, ông Obama khẳng định sẽ cố gắng hết sức để thế hệ Tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy những thành quả của Wisely cũng như các tổ chức bồi dưỡng nhân tài và lãnh đạo trẻ khác do ông khởi xướng trên thế giới. Tháng 5 năm 2016 không chỉ khiến cho người Việt nhắc nhiều đến chuyến thăm của đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama, mà ngành giáo dục Việt Nam cũng đón nhận một sự kiện trọng đại với sự ra đời của trường đại học Fulbright Việt Nam. Kể từ ngày 25 tháng 5, đây sẽ là một trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên của cả nước. Trường đại học Fulbright Việt Nam có tên tiếng Anh là Fulbright University Việt Nam, gọi tắt là FUV. Sau 3 năm xin cấp phép thành lập, ngày 25 tháng 5 năm 2016, Đại học Fulbright Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi lễ đón nhận quyết định thành lập chính thức từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry và Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng nhấn mạnh, hợp tác giáo dục chính là chất xúc tác giúp quan hệ ngoại giao giữa hai nước phát triển từng ngày. 20 năm trước, kim ngạch thương mại giữa hai nước chỉ vào khoảng 450 triệu đô la Mỹ, còn bây giờ là 45 tỷ đô la Mỹ. Và cũng ở thời điểm 20 năm trước, chỉ có 800 sinh viên Việt Nam học tập tại Mỹ. Nhưng đến nay, con số này đã tăng đến gần 19.000. Tôi khẳng định tất cả đều không chỉ dừng lại ở những con số, mà chính là sự chuyển mình đáng kinh ngạc. Những kết quả này một lần nữa cho thấy, con đường hợp tác song phương giữa hai nước đang ngày càng rộng mở và phát triển. Chính từ kinh nghiệm của Hoa Kỳ đã cho chúng tôi hiểu rằng, chất lượng nguồn nhân lực có vai trò quyết định hàng đầu cho sự thịnh vượng và là chìa khóa để chúng tôi thực hiện mục tiêu của mình. Chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại học Fulbright Việt Nam, không chỉ trong giáo dục mà còn cả trong việc kết nối, tạo sự hiểu biết giữa thế hệ trẻ của hai nước. Từ đó thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. FUV là trường đại học độc lập không vì lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam. Hiện tại, FUV đã nhận được hỗ trợ 20 triệu đô la Mỹ từ chính phủ Hoa Kỳ. Riêng chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho FUV 25 hectare đất ở khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, chương trình đào tạo và nghiên cứu chính sách công tiếp nối từ thành công của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright sẽ được triển khai ngay sau khi FUV được thành lập. Một số chương trình đào tạo sau đại học ở những chuyên ngành khác và đặc biệt là giáo dục khai phóng Liberal Arts vốn được xem là tiêu chuẩn vàng của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ sẽ được mở trong năm 2017.
Riêng chương trình đào tạo cử nhân dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2018. Nghi thức đón nhận quyết định thành lập chính thức của nguyên thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bob Kerry, Chủ tịch Hội đồng Tín thác FUV, từ Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã chính thức đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với sự có mặt và những đóng góp tích cực trong tương lai của Đại học Fulbright tại Việt Nam. Tối hôm 24 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có buổi tiếp xúc và trò chuyện trước hơn 100 đại diện doanh nghiệp trẻ tại không gian làm việc chung Dreamplex ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi gặp gỡ, ông Obama đã đặt nhiều câu hỏi cho ba doanh nhân trẻ Hằng Đỗ, Lê Hoàng Uyên Vi và Khoa Phạm về bối cảnh khởi nghiệp tại Việt Nam. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định TPP đối với các ý tưởng khởi nghiệp. TPP không chỉ giúp chúng ta giao thương và mang các nền kinh tế đến gần nhau hơn, TPP còn sẽ thúc đẩy cải cách kinh tế tại Việt Nam, tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế và mở ra các thị trường mới không chỉ cho doanh nghiệp lớn mà cả doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc ông Obama đã chú ý đến cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam là một tín hiệu rất đáng mừng, mặc dù vóc dáng của nó vẫn còn nhỏ. Các nhóm doanh nghiệp trẻ được gặp Tổng thống Obama lần này đều nằm trong danh sách tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân Toàn cầu tổ chức vào tháng 6 tại thung lũng Silicon, nước Mỹ. Và sự kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama trò chuyện cùng với các doanh nghiệp startups tiêu biểu tại Việt Nam đã mang lại một luồng gió mới cho cộng đồng startups nước ta, đặc biệt là trong bối cảnh quy mô startups tại Việt Nam còn khá khiêm tốn so với thế giới. Để hiểu rõ hơn sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với hệ sinh thái startups Việt, thì chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Trung Tính, là CEO của Dreamplex, nơi mà ông Obama đã chọn làm nơi tổ chức cuộc giao lưu với giới khởi nghiệp vào ngày 24 tháng 5 vừa qua. Xin chào anh Tính, rất cảm ơn anh đã đến với cuộc trao đổi với FBNC ngày hôm nay. Thì câu hỏi đầu tiên dành cho anh là sự kiện ông Obama đến gặp gỡ các startup tiêu biểu tại Việt Nam sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng startup tại đây? Xin chào bạn, mình rất hân hạnh được nói chuyện với FBNC ngày hôm nay. Thì thật sự sự kiện Obama đến trao đổi với các startup ngay tại Dreamplex mang ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng, các thành viên ở Dreamplex. Vì đó là cái sự gọi là nhận biết, nhìn nhận của Tổng thống Obama cũng như của lãnh sứ quán Mỹ và Nhà Trắng đối với cái sự tầm quan trọng của những không gian làm việc chia sẻ, đặc biệt là những không gian làm việc chia sẻ dành cho các công ty khởi nghiệp. Thưa anh có thể nói một chút xíu về cái văn hóa khởi nghiệp tại Việt Nam sẽ được tác động, sẽ thay đổi như thế nào khi mà ông Obama đã sang Việt Nam và thăm cái cộng đồng startup? Về mặt văn hóa thì mình nghĩ rằng sau những gì Obama chia sẻ tối hôm qua cũng như là sáng hôm nay với các doanh nghiệp trẻ cũng như các bạn trẻ, thì thông điệp mà Obama muốn gửi đến cho các bạn nghĩa là hãy mơ những giấc mơ lớn, hãy cố gắng và hãy chiến đấu với những giấc mơ đó, thì mình nghĩ đây là một thông điệp rất là tích cực đối với, đặc biệt đối với các startup trẻ ở Việt Nam. Tại vì để làm startup thì là một việc mình đang gọi là đương đầu với thử thách cực kỳ lớn và đòi hỏi một cái quá trình kiên trì rất là dài. Và chính vì vậy cái động lực mà để nuôi nóng cái đam mê đó chỉ là có thể bắt đầu từ những giấc mơ lớn. Xin cảm ơn anh. Câu hỏi tiếp theo là cái vóc dáng của cộng đồng startup Việt còn khá nhỏ so với cộng đồng quốc tế. Thì theo anh, sau sự kiện này, cộng đồng quốc tế sẽ nhìn nhận cộng đồng startup Việt Nam như thế nào? Theo mình thì sau cái chuyến đi của Obama này thì nó đã giúp cho thế giới biết nhiều hơn về cái vóc dáng và cái gọi là số lượng của các công ty startup tại Việt Nam, cũng như biết được những cái hoài bão, những cái ước mơ mà các công ty này đang đại diện cho một thế hệ đang muốn làm gì, đang muốn cống hiến gì cho cái nền kinh tế của Việt Nam. Thì tôi nghĩ sau sự kiện này thì mình đã đặt được Việt Nam lên bản đồ của thế giới và thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư ở thế giới và đặc biệt là ở Mỹ, để mà qua sự kiện này họ sẽ tìm hiểu nhiều hơn về Việt Nam, họ sẽ đặt những văn phòng đại diện ở đây, họ sẽ có những cái đội ngũ chuyên viên đến thăm Việt Nam nhiều hơn để gặp gỡ các startup, để trò chuyện, để tìm hiểu và tìm cơ hội đầu tư. Vâng, xin cảm ơn anh. Thì câu hỏi thứ ba cũng liên quan đến lĩnh vực đầu tư, thì cái số lượng các quỹ đầu tư đến Việt Nam để đầu tư vào giai đoạn hạt giống còn khá nhỏ. Thì sau với cái sự kiện này thì không biết là theo anh thì cái số lượng nhà đầu tư có đến đây được sẽ nhiều hơn hay không? Qua sự kiện hôm qua tôi cũng đã có được dịp trao đổi với một vài người quản lý và đại diện của một số quỹ đầu tư bên nước ngoài. Và hôm qua cũng là lần đầu tiên mà họ đến Việt Nam, cũng như họ được lắng nghe những chia sẻ giữa Tổng thống Obama với lại một số đại diện của các doanh nghiệp trẻ. Thì đối với tôi đó là một dấu hiệu rất là tích cực, vì đó là nghĩa rằng
các cái quỹ đầu tư nước ngoài đang dần dần nhận thấy được cái tầm quan trọng, cái tiềm năng của cái nền công nghệ Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái bước mở đầu cho nhiều cái thương vụ mới, nhiều cái thương vụ đầu tư hay là thương vụ M&A của các startup Việt Nam. Dạ, vậy thì thưa anh, không biết là Dreamplex của mình có những cái kế hoạch gì trong tương lai để có thể thúc đẩy cái cộng đồng startup? Về phần kế hoạch thì Dreamplex đang dự định sẽ đầu tư vào 2 tòa nhà mới. Dreamplex 2 thì sẽ là kích thích các cái công ty khởi nghiệp công nghệ về phần cứng, bằng cách mình sẽ đầu tư nhiều hơn về phần máy móc thiết bị, những cái phần máy móc như máy cắt laser, máy CNC, máy in 3D để mà khuyến khích các bạn trẻ, các startup trẻ, thậm chí các bạn sinh viên đại học có thể dành nhiều thời gian trải nghiệm những máy móc này, những công nghệ này để kích thích cái sự gọi là sáng tạo, sáng chế đối với phần cứng. Vì các cái sinh viên Việt Nam cũng như các startup Việt Nam đều mang một cái tiềm năng rất là giỏi về cái mảng này và cái tiềm năng đó chưa thực sự được khai thác. Về Dreamplex 3, mình sẽ muốn hướng nó về mảng nông nghiệp, tại vì nông nghiệp cũng là một cái điều mà đang rất là nhức nhối của xã hội, thì Việt Nam mình cũng chưa đủ các cái startup cũng như các cái doanh nghiệp thực sự tham gia để giải quyết vấn đề đó. Rất cảm ơn anh về chia sẻ này với FBNC. Xin chúc anh và Dreamplex ngày càng phát triển và thành công. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục đón xem phần 2 của bản tin Cà phê Sài Gòn. Người xả rác tại bãi biển Đà Nẵng sẽ bị phạt nặng từ đầu tháng 6. Ô tô đầu kéo có thể tăng giá mạnh trong tương lai.